xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video đầu tiên của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ thử thách là đi xin tiền các kiểu xin tiền các anh Campuchia ở Việt Nam nhé các bạn. Thì hiện tại thì các anh Campuchia đang đi học các bạn ạ. Đang đi học thì tầm 4 giờ rưỡi mới về. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị công đoạn là sẽ chuẩn bị các công đoạn dụng cụ để tí xin tiền đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị. Đây là video đầu tiên đó các bạn. Mình muốn làm video từ lâu lắm rồi nhưng mà
mình không đủ khả năng để làm các bạn, xong bây giờ mình quyết định là mình sẽ làm. Thì các bạn nhớ ủng hộ mình nhá, ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ và đăng ký kênh các bạn. Chào em. Em làm gì ở đây vậy? Vâng, Vinh của chúng ta đang chuẩn bị xin tiền. Liệu bạn ấy có thành công không nhỉ? Vâng, chúng ta cùng đón xem nhé. Chúng ta cùng chờ đợi Vinh của chúng ta nhé. Vâng, một anh đã lên rồi. Vâng, có một anh này đưa tiền cho A Vinh rồi. Vâng, mọi người đang về đây. Rất nhiều người đang về. A Vinh vẫn đang tích cực xin tiền. Rất là ngại các bạn ạ. Mình rất là ngại luôn, chảy cả mồ hôi này. Phải chứ. Trả tiền. Đây là một thành quả của Vinh từ nãy đến bây giờ. Các bạn cùng chờ đón thêm nhá. Tắt nha. Đây là thành quả của mình các bạn ạ. Mình thật sự là mình người đấy là mình rất là ngại các bạn ạ. Mình chảy cả mồ hôi này, thật sự là rất là ngại. Có người thì đưa tiền, có người thì đi thì cười ấy mà. Thật sự là mình rất là ngại. Nhưng mà mình vẫn muốn làm clip này cho các bạn xem. Tôi rất là ngại nhưng mà sự là đây là một thứ mình không nói biết nói gì được. Các bạn nhớ các bạn ủng hộ mình nhớ like và chia sẻ và subscribe nhá. Tạm biệt các bạn và video tiếp theo.